đưa siêu sao Lionel Messi tới Mỹ là nước cờ cao tay của Apple. Với việc ký hợp đồng với câu lạc bộ bóng đá Inter Miami ở Mỹ, siêu sao Lionel Messi đã khiến dịch vụ Apple thành viên trở nên hấp dẫn hơn. Siêu sao Lionel Messi đã công bố câu lạc bộ mới và đây là một chiến thắng lớn cho Apple. Cầu thủ bóng đá huyền thoại nói rằng anh sẽ ký hợp đồng với Inter Miami thuộc giải bóng đá nhà nghề Mỹ và câu lạc bộ Mỹ cũng xác nhận tin này bằng một bài đăng trên Twitter. Đây không chỉ là bước ngoặt đối với câu lạc bộ và giải đấu, mà còn là bước tiến lớn đối với Apple, tập đoàn có bản quyền phát trực tuyến MLS trong thập kỷ tới. Hai bên công bố thông tin sau nhiều đồn đoán về câu lạc bộ mà Messi sẽ lựa chọn sau 2 năm ở Paris. Một số tin đồn nói rằng siêu sao Lionel Messi sẽ trở lại Barcelona hoặc chuyển sang Saudi Arabia để có thù lao hậu hĩnh. Cuối cùng, siêu sao Lionel Messi chọn nước Mỹ. Thông tin này khiến dịch vụ đăng ký MLS Season Pass khách hàng mua qua Apple thành viên Plus trở nên hấp dẫn hơn nhiều với khán giả toàn cầu. Những người vốn thường tập trung vào các giải đấu lớn ở châu Âu. Vào ngày 6 tháng 6, Apple cũng thông báo họ sẽ phát sóng bộ phim tài liệu gồm 4 phần về Messi trên Apple thành viên Plus. Động thái này giống như một chỉ báo. Messi cũng sẽ nhận một phần doanh thu đến từ quan hệ đối tác phát sóng của Apple và MLS. Apple đang dần trở thành một thế lực lớn trong thế giới bóng đá. Ngoài thỏa thuận MLS và một số phim tài liệu, công ty cũng sở hữu Ted Lasso, một trong những series thành công nhất về thể thao. Người quản lý cũ của siêu sao Lionel Messi từng xuất hiện trong series này với tư cách khách mời trong phần 3, bây giờ với các quan hệ đối tác mới. Có khả năng khán giả sẽ được chứng kiến Messi thể hiện kỹ năng diễn xuất trên màn ảnh trong tương lai.